đế chế ốt tô mần và thế giới xung quanh nó. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1 Thông tin chi tiết về đế chế ốt tô mần của Suraya Faroki và thế giới xung quanh. Phần 2 Tổng quan Đế chế ốt tô mần và thế giới xung quanh nó 2004 là nghiên cứu về một đế chế Hồi giáo rộng lớn từng kiểm soát phần lớn Đông Nam Âu, Tây Á và Bắc Phi. Suraya Faroki đưa ra một phân tích sâu rộng về sự phát triển chính trị, các cuộc chạm trán quân sự và các mối liên hệ văn hóa và tôn giáo với cả các nước láng giềng Hồi giáo và không theo đạo hồi. Cô chủ yếu tập trung vào những năm từ 1560 đến 1774, nhưng cũng đề cập đến các sự kiện quan trọng khác trong một đế chế tồn tại từ thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 20. Phần 3. Một mạng lưới quan hệ. Bắt đầu từ thế kỷ 15, các thương nhân và đại sứ châu Âu đã viết chi tiết về các giao dịch của họ với đế chế Úc Tô Mần. Những bài viết này rất quan trọng trong việc hiểu lịch sử của đế chế, vì các nhà văn Úc Tô Mần trước đó chủ yếu tập trung vào thủ đô Istanbul và triều đình của quốc vương cầm quyền. Theo luật tôn giáo Hồi giáo, thế giới được tạo thành từ hai phần. Ngôi nhà của đạo hồi và ngôi nhà của chiến tranh, những nhà cai trị không theo đạo hồi đã chấp nhận quốc vương Úc Tô Mần là cấp trên của họ và gửi cống phẩm được coi là một phần của thế giới Hồi giáo. Mặc dù chiến tranh thường xuyên xảy ra, biên giới giữa đế chế Úc Tô Mần và các nước láng giềng tương đối dễ thấm. Các cuộc đấu tranh quyền lực trong nước trong giới tinh hoa Úc Tô Mần rất có thể đã đóng một vai trò to lớn trong các quyết định chính sách đối ngoại lớn. Sự cai trị của quốc vương đã được hợp pháp hóa bằng cách mở rộng lãnh thổ của đạo hồi thông qua chiến tranh cả đế chế Úc Tô Mần và các quốc gia châu Âu ban đầu đều được xây dựng để phục vụ chiến tranh và những người cai trị coi việc mở rộng thông qua chinh phục là lý do chính cho sự tồn tại của nhà nước. Tuy nhiên, quan hệ đối ngoại của Úc Tô Mần không chỉ giới hạn trong các cuộc chiến tranh và hậu quả của chúng. Một số mối quan hệ đối ngoại chẳng hạn như với các vị vua Pháp chắc chắn rất thân thiện và thương mại đóng một vai trò to lớn trong việc mang lại các cuộc gặp gỡ hòa bình cho Úc Tô Mần. Mối quan hệ với phương Tây phù hợp và được ghi lại nhiều hơn so với mối quan hệ với các quốc gia ở phía Nam và phía Đông. Vào những năm 1540, Istanbul là trung tâm của nền kinh tế thế giới Ottoman và nó vẫn giữ vai trò đó ngay cả trong những năm 1770 đầy khủng hoảng. Phần 4. Mở rộng và bảo vệ đế chế. Đế chế Ottoman liên tục phải đối mặt với các vấn đề chính trị, một số liên quan đến xung đột tôn giáo cho đến nửa sau của thế kỷ thứ 18, các mối quan hệ với các nước láng giềng Hồi giáo và không theo đạo hồi được xác định bởi luật tôn giáo Hồi giáo. Đến những năm 1560, gia đình hoàng gia Habsburg đã trở thành một thế lực lớn kiểm soát phần lớn Trung và Đông Âu. Ở biên giới Hungary, người Úc Tô Mần đang đối đầu với Habsburg của Áo, trong khi họ cũng phải đối mặt với chi nhánh của triều đại Tây Ban Nha trên bờ biển Châu Phi và địa Trung Hải. Một cường quốc khác là Pháp, và vị vua đầu tiên của Pháp, François I, có quan hệ tương đối tốt với người Ottoman. Venice cũng là một người chơi quan trọng do có nguồn lực tài chính và hải quân, mặc dù quy mô nhỏ. Ở biên giới phía đông, vương triều Safavid vừa được thành lập và trung tâm chính trị của họ nằm trên lãnh thổ Iran. Do đó, Iran là một bên tham gia chính trị có liên quan. Giáo hoàng đang thúc đẩy sự thống nhất của nhà thờ Thiên Chúa giáo và nhiều nhiệm vụ đã được gửi đến đế chế ốt tô mần để cố gắng cải đạo gregorian armenia chính thống giáo và meronai của liban theo công giáo các nhà truyền giáo rất nổi tiếng trong giới cơ đốc nhân ốt tô mần không giống như những người châu âu khác vì họ biết các ngôn ngữ liên quan sự hiện diện của họ là một phần quan trọng của sự đa dạng tôn giáo trong đế chế trong thế giới hồi giáo vấn đề tôn giáo là phổ biến những người cai trị ốp tô Mần là người Sunni và những người cai trị Sếp Phavick là người CI, họ luôn có chiến tranh. Đối với thế giới phi hồi giáo, người Anh và người Hà Lan ít quan tâm đến địa Trung Hải. Pháp là bạn của ốp tô Mần, nhưng bị phân tâm bởi đấu đá nội bộ tôn giáo. Tình hình Ốt tô Mần Habsburg vẫn phức tạp, mặc dù một hiệp ước 5 năm đã được hoàn tất vào năm 1562. Các mối đe dọa khác đối với lãnh thổ Úc Tô Mần có thể xảy ra từ các nhà cai trị nước ngoài, chẳng hạn như những người theo chủ nghĩa cải cách ở Ý. Tuy nhiên, người Úc Tô Mần không bao giờ quan tâm nhiều đến các mối đe dọa có ít cơ hội thành hiện thực. Đến năm 1639, Xuân Tăng Mù Rác đã phần nào ổn định đế chế trong nước và quốc tế, khu vực ngăn cách Úc Tô Mần với lãnh thổ Iran ổn định mặc dù khu vực phía Bắc đang xảy ra một số xung đột giữa Ốt Tô Mần và Ba Lan. Không có khu vực Ốt Tô Mần nào được hợp nhất trong nền kinh tế thế giới do châu Âu thống trị. Izmir và Aleppo, mặc dù là điểm đến tích cực của các thương nhân châu Âu, nhưng vẫn bám chặt vào hệ thống kinh tế Ốt Tô Mần, vốn không thay đổi cho đến cuối thế kỷ 17. Phần 5. Các cuộc khủng hoảng trong những năm 1700 Đến những năm 1720, triều đại xếp viết sụp đổ ở phía đông, người Úc Tô Mần chiếm dốc Di A và Ta và người Nga đã cố gắng xâm chiếm câu Nga đã bắt đầu tuyên bố chủ quyền lãnh thổ mà Úc Tô Mần trước đây là đối thủ cạnh tranh duy nhất. Ở biên giới phía Tây, Hiệp ước Basarowit Basarovka được ký kết vào năm 1718, chấm dứt một loạt các cuộc chiến tồi tệ đối với người Úc Tô Mần dẫn đến việc mất quyền kiểm soát Hungary, cùng nhiều tổn thất khác cho đế chế Habsburg. Vì những bất ổn ở phía Tây và phía Đông, việc kiểm soát các thương nhân nước ngoài ở các khu vực như đời trở nên khó khăn. Các thương nhân nước ngoài ở các lãnh thổ Úc Tô Mần cũng không hoạt động tốt. Trong các cuộc chiến tranh nga Úc Tô Mần năm 1768, 74, những thất bại của Úc Tô Mần trên đất liền ở Donetsk, Laga và Kagul, cũng như cuộc chinh phục Crimea của Nga tất cả đều khuyến khích Catherine hai yêu cầu những yêu cầu lớn từ Úc Tô Mần trước khi thực hiện. Hòa bình Do một cuộc nổi dậy thương mại và công nghiệp bắt đầu sau năm 1718 và kéo dài đến những năm 1760, người Úc Tô Mần đã đánh giá quá cao sức mạnh quân sự và kinh tế của họ, đồng thời đưa ra một loạt quyết định tài chính sai lầm trong cuộc chiến chống lại Nga. Quân đội Úc Tô Mần không còn được cung cấp đầy đủ nữa và cuộc khủng hoảng những năm 1770 và 1780 đóng một vai trò quan trọng khiến đế chế Úc Tô Mừng không thể phục hồi sau thời kỳ suy thoái kinh tế kéo dài. Nhiều liên minh và chiến tranh nước ngoài chỉ dựa trên sự phù hợp về chính trị, thay vì luật tôn giáo. Giới tinh hoa chính trị đang dần bắt đầu cởi mở hơn với sự can thiệp của nước ngoài. Phần 6. Khách hàng và người phụ thuộc Sau khi chinh phục các vùng lãnh thổ mới, người ốt tô mần thường giao một thành viên của giới thượng lưu trước đó phụ trách với tư cách là thống đốc các lãnh thổ đầu tiên là các công quốc phụ thuộc và ốt tô mần thưởng cho sự hợp tác có lợi cho họ sau một lúc con trai của những thống đốc này sẽ được trao các vị trí lãnh đạo ở các tỉnh xa hơn những vùng đất trước đây của họ sẽ trở thành một phần của cấu trúc đế quốc ốt tô mần được quản lý bởi những người không có mối liên hệ nào trong quá khứ với vùng đất bị chinh phục các tỉnh miền Trung Hungary được sáp nhập vào đế chế Úc Tô Mần, nhưng Eden hay Transylvania thì không. Nó không có dân số Hồi giáo đáng kể và vẫn là một công quốc phụ thuộc cho đến khi nó bị chinh phục bởi Habsburg trong cuộc chiến 1683-99. Các công quốc thường duy trì trạng thái chư hầu của họ trong vài thế kỷ và giữ nguyên cấu trúc chính trị xã hội nguyên vẹn của họ. Các quốc gia chư hầu không phải lúc nào cũng là những quốc gia bị chinh phục đơn giản vào cuối năm 1500. Ví dụ, Syria bị chinh phục vào năm 1516 và ngay lập tức trở thành một tỉnh của Ottoman mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Các điều kiện địa phương và các mối quan hệ quyền lực quốc tế quyết định liệu một lãnh thổ có tiếp tục là một chư hầu hay không. Tuy nhiên, việc tích hợp các cuộc chinh phục mới đôi khi có thể phức tạp. Ví dụ, ở Greater Syria đã tồn tại những gia đình lãnh chúa quay trở lại thời mâm lúc. Một số triều đại này đã được chọn cho các vị trí quan trọng như chỉ huy đoàn hành hương Damascus. Chế độ tập trung của Úc Tô ở Greater Syria diễn ra khá ngắn ngủi vì một gia đình địa phương, người A, A đã thành công trong việc kiểm soát tỉnh này trong hơn nửa thập kỷ. Giới hạn giữa một công quốc phụ thuộc và một tỉnh trực thuộc trung ương không rõ ràng. Cũng có thể quân đội hoặc quân đoàn bán quân sự thiết lập một hình thức cai trị giống như các hoàng tử phụ thuộc. Điều này đã rõ ràng ở Angios, Tunis và Tripolis. Ví dụ, ở Tunis, chính phủ do các thuyền trưởng và quân nhân thống trị cho đến năm 1705. Tại Hai Ác, thánh địa của Đạo Hồi, người ốt tô mừng duy trì một triệu đại Sirifo nắm quyền. Các cảnh sát trưởng được trợ cấp bằng các khoản thanh toán hàng năm và họ không nộp thuế cho người ốt tô mừng như các hoàng tử phụ thuộc khác. Điều này cho phép các vị vua trở thành những người bảo vệ hợp pháp cho cuộc hành hương đến Mecca. Tuy nhiên, chỉ vì Otto Tô Mừng cho phép các hoàng tử chư hầu và các gia đình chính trị duy trì quyền lực không có nghĩa là đế chế đang suy tàn. Phi tập Trung Hóa còn lâu mới tan rã. Phần 7. Điểm mạnh và điểm yếu của chiến tranh Otto Tô Mừng Người Otto Tô Mừng nổi tiếng là bất khả chiến bại đối với các đối thủ châu Âu của họ vào giữa thế kỷ 16. Điều này là do cả những người vĩ đại và kỷ luật chiến trường, chiến lược và chiến thuật. Xã hội Úc Tô Mần phần nào được tổ chức cho chiến tranh, nhưng chiến tranh đã gây thiệt hại cho đế chế. Vào thế kỷ 16 và 17, một cuộc cải cách quân sự đã diễn ra. Quân đội bắt đầu sử dụng nhiều súng hơn kiếm và thương. Để đáp ứng với sự nâng cấp này, các công sự đã được cải thiện và việc sử dụng chất nổ trong các mỏ dưới lòng đất đã được giới thiệu người Úc Tô Mần có lợi thế về tài chính, nhưng bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 16, bộ binh kiểu mới, những người được coi là trụ cột của quân đội Úc Tô Mần, được trả bằng tiền mặt. Để tiết kiệm tiền, binh lính chỉ được thuê khi cần thiết, thường là cho các chiến dịch đơn lẻ. Vào thế kỷ 17 và 18, những món đồ quý giá từ ngân khố cung điện đã được nấu chảy để trả lương cho binh lính, và chúng vẫn được trả lương không thường xuyên. Ngoài ra, những người thu thuế thường trả tiền cho những hàng hóa mà binh lính cần. Chiến tranh gây ra thời gian khắc nghiệt khi những người đàn ông bị bắt đi khỏi gia đình của họ và nguồn cung cấp thực phẩm được chuyển hướng cho quân đội. Khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại bình thường, nhưng không phải là không có sự gián đoạn lớn đối với nền kinh tế. Người Úc tô mần đang cố gắng theo kịp các đối thủ của họ, Habsburg và người nga những người đã phát triển các phương tiện để ổn định các nguồn lực chiến tranh của họ. Do đó, người Úc Tô Mần đã điều động những đội quân lớn hơn nhiều so với đối thủ của họ, làm tăng gánh nặng mà tầng lớp nông dân phải gánh chịu. Điều này có thể đã gây ra sự cố của toàn bộ hệ thống vào thế kỷ thứ 18. Trong các cuộc xung đột với Habsburg, người Úc Tô Mần đã có thể tiếp tục giao tranh trong lãnh thổ của kẻ thù. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột năm 1768, 74 với Catherine II của Nga, họ đã không thể làm như vậy, dẫn đến việc quy tắc của quốc vương bị hủy bỏ. Tất cả trong tất cả, người Úc Tô Mần hầu như luôn có thể theo kịp cải cách quân sự. Một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng cải cách quân sự của Nga phần lớn là nhờ các mô hình Úc Tô Mần. Phần số 8. Tù nhân, cướp biển và tổ chức từ thiện của những người lạ. Trong mọi cuộc chiến, những người vô tội đều phải trả giá kể cả những người bị bắt. Không có nhiều nghiên cứu về số phận của những tù nhân chiến tranh vào thời Úc Tô Mần vì sự quan tâm đến lĩnh vực này trước những năm 1850 là rất thấp. Một số báo cáo kể về những người châu Âu bị bắt giữ ở vùng đất Úc Tô Mần đã tìm cách trở về nhà và một số nghiên cứu do các nhà sử học Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện về những người Úc Tô Mần bị bắt giữ ở vùng đất Habsburg, Venice hoặc lãnh thổ giáo hoàng, nhưng kiến thức vẫn còn hạn chế hầu hết những người châu Âu bị Úc Tô Mần bắt giữ đều bị bắt trên biển, hoặc từ các cuộc tấn công của hải tặc vào các ngôi làng và đảo nhỏ. Vùng đất Tây Ban Nha có nguy cơ cao nhất, và chỉ đến cuối thế kỷ 18, các quốc vương Tây Ban Nha mới ký hiệp ước đầu tiên với người Úc Tô Mần. Do đó, cư dân của Tây Ban Nha và Ý được coi là giải thưởng và tài sản. Ví dụ, vào năm 1798, thị trấn Kalofort trên đảo San Pietro bị lính cướp biển Tunisia tấn công và hàng trăm tù nhân bị bắt giữ đã không được giải thoát cho đến vài năm sau đó. Các nhà cai trị ốt tô mừng không nhất thiết phải tán thành hành động của một số kẻ tự do trung thành với ốt tô mừng, nhưng cá nhân họ cũng không làm gì nhiều để hạn chế những sự cố này. Về phía cơ đốc giáo của địa trung hải, sự hiện diện của những tên cướp biển là đáng chú ý. Các thủy thủ và thương nhân Úc Tô Mần cũng như cư dân của các bờ biển Anatolian đều gặp rủi ro. Một ví dụ là Uskuk. Họ đến từ các lãnh thổ của Úc Tô Mần, Venice hoặc Habsburg và tự coi mình là những người bảo vệ cơ đốc giáo. Họ tấn công bất kỳ người Hồi giáo và bất kỳ cơ đốc nhân nào tán thành đế chế Úc Tô Mần. Tuy nhiên, họ không bao giờ thành công trong việc thành lập một nhà nước. Các tù nhân bị bắt bởi lính cướp biển Hồi giáo thường được đưa ra để đòi tiền chuộc. Nếu gia đình của họ có thể trả tiền, các tù nhân sẽ được trả tự do. Nhưng nếu không, các tù nhân sẽ bị bán làm nô lệ ở Algiers, Tunis, Tripolis hoặc thậm chí là Istanbul. Các quốc gia địa trung hải đã sử dụng tàu galley vào những năm 1600. Các phi hành đoàn chủ yếu bao gồm các tù nhân không có nhiều lòng trung thành với các nhà cai trị ô tô mần hoặc cơ đốc giáo của họ Người ốt tô mần cũng yêu cầu các hiệp hội thủ công tuyển mộ thủy thủ đoàn cho các phòng trưng bày. Vì vậy, khi một phòng trưng bày bị tấn công, không có gì lạ khi những người chèo thuyền nổi dậy và cố gắng chạy trốn. Nếu một con thuyền bị một người theo đạo cơ đốc tấn công, thì những người theo đạo cơ đốc bị bắt giữ sẽ được giải thoát, nhưng những người theo đạo hồi sẽ phải đối mặt với số phận đen tối hơn. Điều ngược lại cũng đúng, không có nhiều ghi chép về những nô lệ cũ của Otto tô mần. Thông thường, những tù nhân này thường không được cho ăn, và những người chủ của Galet sẽ yêu cầu thuyền trưởng đánh họ để họ chèo mạnh hơn. Các thuyền trưởng thường từ chức vì họ không muốn đối xử với những người bị bắt như động vật. Có một số ghi chép về việc các tù nhân nhận từ thiện từ các thần dân Úc Tô Mần. Và trong trường hợp những người theo đạo Thiên Chúa bị bắt giữ ở vùng đất Úc Tô Mần, nhân viên đại sứ quán châu Âu và những người hành hương thường đề nghị hỗ trợ có ghi chép về một số tù nhân Úc Tô Mần là người giúp việc gia đình và cải đạo sang cơ đốc giáo, dù là do lựa chọn hay ép buộc. Nghiên cứu trong tương lai có vẻ đầy hứa hẹn trong việc tìm ra điều gì đã xảy ra với những người Úc Tô Mần bị bắt giữ, những người được trả tự do hoặc trốn thoát và đến sống ở Trung Âu. Phần 9. Thương mại và người nước ngoài Mặc dù danh tiếng về chiến tranh của đế chế Úc Tô Mần có thể khiến mọi người tin rằng họ không quan tâm đến thương mại, nhưng điều này không đúng. Thuế hải quan là một phần đáng kể trong thu nhập của bang, và thương mại là một phần quan trọng của đế chế. Trước hết, một số lượng lớn người Ấn Độ đã dành thời gian trên lãnh thổ Ottoman. Các thương nhân Ấn Độ đã có mặt ở Aleppo và làm ăn với hai ác. Người Ottoman, giống như những người Tây Âu đương thời, là những khách hàng lớn của hàng dệt và bông của Ấn Độ, trong khi mối quan hệ giữa người Ottoman và các thương nhân Ấn Độ nhìn chung rất suôn sẻ thì điều này không đúng với các thương nhân Iran. Cuộc chiến giữa Selim I và Izum L. I năm 1514 dẫn đến việc cấm nhập khẩu lụa của Iran và bỏ tù các thương nhân hiện có. Sultan Suleiman cuối cùng đã cho phép buôn bán với Iran, nhưng nó vẫn còn nhiều vấn đề. Trong khi đó, vào thế kỷ 16, các thương nhân Armenia đã tiếp quản và cuối cùng thống trị việc nhập khẩu lụa của Iran vào các lãnh thổ của Ottoman trong số các quốc gia cơ đốc giáo. Venice có một vị trí nổi bật trong thương mại với người Úc Tô Mần. Những người Úc Tô Mần giàu có đã mua format, sách, vải và đồ thủy tinh từ các thương nhân Venice. Và người Ba Lan đặc biệt yêu thích các loại vải có cánh tay, lụa, nhung và mo he của Úc Tô Mần. Các quý ông trẻ người Ba Lan thường đến thăm Istanbul và mang hàng hóa về. Thương nhân Pháp không thực sự hoạt động và chỉ nổi bật vào thế kỷ thứ 18 người Anh bán len của họ ở đế chế Úc tô mần với giá tương đối thấp so với lụa. Chúng hầu hết được mua bởi những người Úc tô mần giàu có, trong khi dân làng phụ thuộc vào các sản phẩm địa phương. Đối với các hoạt động của thương nhân Úc tô mần trong ngoại thương, thương nhân Hồi giáo đã ở khu vực Biển Đen vào cuối thế kỷ thứ 18. Các thương nhân do Thái Úc Tô Mần hoạt động tích cực vào thế kỷ XVI và đầu thế kỷ 17 ở Venice và một số thị trấn của Ý người Úc tô mừng không xuất khẩu những mặt hàng có khả năng mang lại lợi ích cho kẻ thù chính trị. Các nhà cai trị Úc tô mừng chưa bao giờ thực sự nỗ lực mở ra các tuyến đường thương mại mới và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường đã tồn tại. Phần 10. Người hành hương Du khách nước ngoài đến đế chế Úc tô mừng nhận thấy rằng việc nộp thuế hải quan thông thường và các loại thuế khác là một quá trình tương đối dễ dàng điều này khác với cách các du khách ô tô mần được đối xử khi vào các vùng đất châu âu nơi họ gặp một số khó khăn do các quy định ngoài các thương nhân những người hành hương là những du khách phổ biến nhất người hồi giáo từ maroc hoặc ấn độ đến thăm mecca người Shiite của iran đến các khu bảo tồn của ô tô mần iraq và cả những du khách theo đạo cơ đốc và do thái đến thánh địa cũng như những người theo đạo hồi tuy nhiên liên lạc giữa người nước ngoài và người dân địa phương là tài liệu kém. Bất chấp sự cạnh tranh chính trị và tôn giáo giữa người Úc Tô Mần và người Iran, những nơi hành hương của người Shiite nằm trên lãnh thổ Úc Tô Mần. Du khách đến hai ác không được phép vào cho đến khi mùa hành hương bắt đầu và việc ở lại lâu là điều không mong muốn. Jerusalem là một điểm đến phổ biến. Những người hành hương do Thái đã quyên góp cho những cư dân nghèo cùng tôn giáo trong khu vực nhưng báo cáo về những chuyến thăm đó rất hiếm. Cuộc hành hương đến Jerusalem khiến những người theo đạo cơ đốc châu Âu và ốt tô mừng khá quan tâm đến nhau. Người Hồi giáo vẫn nghĩ rằng những chuyến viếng thăm của những người theo đạo cơ đốc đến vùng đất của họ là kỳ quặc. Evilia Elebi, một nhà văn viết về du ký ở thế kỷ 17, đã viết về cách người Hồi giáo thực sự nhìn nhận cuộc hành hương của người theo đạo cơ đốc Ông lưu ý rằng các linh mục phục vụ trong nhà thờ mộ thánh đã bị khóa trong hầu hết thời gian trong năm và nó chỉ mở cửa cho những du khách đã trả một khoản phí vào cửa đáng kể. Theo lời kể của anh ấy, nhà thờ là nơi mà người ta có thể hiểu tại sao đạo hồi lại ưu việt hơn. Phần 11. Tìm hiểu về thế giới bên ngoài Đối với bất kỳ người ốt tô mừng nào, việc xử lý các mối quan hệ với nước ngoài đòi hỏi một lượng kiến thức nhất định trước đó. Tuy nhiên, các nguồn trước thế kỷ 19 khá hạn chế và không đáng tin cậy. Những người có quyền truy cập loại thông tin này bao gồm các thành viên cấp cao trong triều đình và chính quyền của quốc vương, các học giả hoặc những người đàn ông có học thức quan tâm đến du lịch hoặc địa lý và các thương gia. Nhóm đầu tiên có thể tiếp cận các báo cáo của đại sứ. Các đại sứ ốt tô mần thường mô tả sự tiếp đón của họ ở vùng đất xa lạ. Bất cứ điều gì khác họ viết là tùy thuộc vào mỗi đại sứ. Các thông tin khác về châu Âu chủ yếu được thu thập bởi những người ô tô mừng không theo đạo hồi. CIX Ali Reyes, một chỉ huy đã đến thăm Ấn Độ, là người độc nhất vô nhị trong cách kể chi tiết kinh nghiệm của mình. Anh ấy liên tục nói về những khó khăn khi sống ở một vùng đất xa lạ, nhưng cũng ghi lại việc anh ấy được vinh danh như thế nào khi được tiếp đón tại các tòa án Ấn Độ và Trung Á, cũng như cung điện xếp Favit. Mặc dù xe Ali Reyes không phải là đại sứ, nhưng ông đã nhiều lần phục vụ như một đại sứ. Ví dụ, ông đã thuyết phục Hun Yiner, người cai trị đế chế Mughal, thừa nhận địa vị cao hơn của quốc vương ở Istanbul. Các báo cáo khác của đại sứ quán về Ấn Độ rất hiếm, vì vậy báo cáo của ông đặc biệt có giá trị. Mặc dù Venice là vùng đất xa lạ được các sứ thần Ottoman đến thăm nhiều nhất, nhưng không có báo cáo trực tiếp nào về những chuyến thăm đó. Những gì chúng tôi biết đến từ các tài liệu chính thức, các báo cáo sau đó của các phê viên ốp tô Mần chứa nhiều thông tin kinh tế xã hội có giá trị hơn, chẳng hạn như báo cáo của Yves đi về chuyến thăm của ông tới thủ đô Habsburg vào thế kỷ 18, người Ốt tô Mần bắt đầu tiến hành nghiên cứu địa lý và chính trị. Họ bắt đầu sử dụng các nguồn châu Âu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Rào cản ngôn ngữ là một thách thức lớn và chúng vẫn tồn tại đối với các nhà sử học của đế chế Ốt tô Mần. Phần 12 Phong cách của tác giả Suraya Faroki viết theo phong cách học thuật mà độc giả bình thường hầu như không thể tiếp cận được. Cô ấy dường như nhắm đến những độc giả đã có kiến thức sâu rộng về đế chế Úc Tô các thực thể địa lý và các nhân vật lịch sử được coi là kiến thức chung ngay cả khi chúng không phải như vậy. Việc sử dụng các ngày từ cả lịch Gregorian và Hồi giáo đều gây mất tập trung. Faroki thường đánh mất chính mình trong những câu dài và nhàm chán. Một số sự kiện dường như không liên quan ngoài thời gian cô ấy tập trung vào lại được chú ý quá nhiều trong khi những kết luận quan trọng dường như bị lướt qua. Faroki cung cấp một thư mục và tài liệu tham khảo khổng lồ. Cô ấy cũng cung cấp một số hình ảnh và hai bản đồ của đế chế. Phần 13 Góc nhìn của tác giả Suraya Faroki là một học giả người Đức và là nhà sử học hàng đầu của Ottoman. Cô là học trò của Omer Lapti Bakan, người sáng lập ra lịch sử ốt Tô Mần. Cô đã xuất bản nhiều sách và bài báo. Phần 14. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về đế chế Úc Tô Mần và thế giới xung quanh của Suraya Faruki. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Một số sự kiện dường như không liên quan ngoài thời gian cô ấy tập trung vào lại được chú ý quá nhiều trong khi những kết luận quan trọng dường như bị lướt qua. Faroki cung cấp một thư mục và tài liệu tham khảo khổng lồ cô ấy cũng cung cấp một số hình ảnh và hai bản đồ của đế chế. Phần 13. Góc nhìn của tác giả Suraya Faroki là một học giả người Đức và là nhà sử học hàng đầu của Ottoman. Cô là học trò của Omer Lapti Bakan, người sáng lập ra lịch sử Ottoman. Cô đã xuất bản nhiều sách và bài báo. Phần 14. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về đế chế Ottoman và thế giới xung quanh của Suraya Faroki mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Một số sự kiện dường như không liên quan ngoài thời gian cô ấy tập trung vào lại được chú ý quá nhiều trong khi những kết luận quan trọng dường như bị lướt qua. Faroki cung cấp một thư mục và tài liệu tham khảo khổng lồ. Cô ấy cũng cung cấp một số hình ảnh và hai bản đồ của đế chế. Phần 13. Góc nhìn của tác giả Suraya Faroki là một học giả người Đức và là nhà sử học hàng đầu của Ottoman Cô là học trò của Omar Lapti Bakan, người sáng lập ra lịch sử Úc Tô Mần. Cô đã xuất bản nhiều sách và bài báo. Phần 14. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về đế chế Úc Tô Mần và thế giới xung quanh của Suraya Faruki. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Cô là học trò của Omar Lapti Bakan, người sáng lập ra lịch sử Úc Tô Mần. Cô đã xuất bản nhiều sách và bài báo. Phần 14. Đóng cửa. Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về đế chế Úc Tô Mần và thế giới xung quanh của Suraya Faruki. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm. Cô là học trò của Omar Lapti Bakan, người sáng lập ra lịch sử Úc Tô Mần. Cô đã xuất bản nhiều sách và bài báo. Phần 14. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về đế chế Úc Tô Mần và thế giới xung quanh của Suraya Faruki. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.